xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thanh hóa ngày mới của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau: huyện Bá Thước cần chưa ổn định đời sống nhân dân sau lũ; tăng cường xử lý môi trường, chủ động phòng trừ dịch bệnh sau mưa lũ; công an huyện Thọ Xuân tăng cường xử lý xe ô tô chở quá tải bằng cân sách tay. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt lũ vừa qua, huyện Bá Thước có 870 hộ dân vùng bị ngập lụt phải sơ tán. Khi nước rút, người dân đang khẩn trương bắt tay vào khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định đời sống. 4 ngày sau khi nước lũ rút, cuộc sống của người dân ở xã Lâm Sa, huyện Bá Thước vẫn rất khó khăn, vất vả. Đồ đạc hư hỏng, nhà cửa đổ nát, bùn đất tràn ngập. Người dân trong xã đang khẩn trương vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống. Trong đợt lụt vừa qua thì tôi gia đình tôi thì cũng chả còn cái chi đó, trôi cũng hết, sao dòng sông mã rồi còn cái chi ở đâu. Khi nước rút thì cũng uh, uh, nhờ thuê mượn rồi hốt 2 3 mét bùn rồi. Thì bây giờ ngày thứ ba thứ tư thì mới bắt đầu vào được dọn chưa xong. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì nước lũ đã bắt đầu rút và người dân đang khẩn trương thực hiện các công tác khắc phục hậu quả của lũ lụt. Tuy nhiên tại huyện Bá Thước, khó khăn lớn nhất hiện nay chính là cầu La Hán, nối trung tâm huyện đối với 6 xã vùng cao ở bên trong, hiện đang bị hư hỏng nghiêm trọng, gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này. Những ngày qua nước lũ chảy xiết cuốn theo nhiều thân cây va chạm mạnh vào cầu La Hán, khiến hai nhịp cầu bị xô lệch. Từ ngày 31 tháng 8, huyện Bá Thước đã phải tạm cấm xe ô tô qua lại trên cầu, dự kiến trong thời gian tới sẽ cấm tất cả các phương tiện để sửa cầu. À, đối với cầu này là một cái cầu huyết mạch à, thông thương tất cả các loại hàng, hàng hóa vào trong cái khu vực xã của quốc thành thứ hai nữa là cũng là một cái khu điểm du lịch sinh thái của thiên nhiên cổ luông và cái thác hưu thì cũng phải qua đây thì mới đến được chỗ đó một cái quan trọng nữa thì hiện nay thì đang tập trung về vấn đề thúc đẩy về các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cái giai đoạn cuối năm nữa gắn với cái công tác về vấn đề xây dựng nông thôn mới cũng như cơ sở hạ à tầng cho các địa phương thì trong đó cả địa phương ban công thì cũng xác định rằng thì tất cả các cái vật liệu các cái thiết yếu để liên quan đến vấn đề công tác đầu tư cũng như cái công tác tổ chức và thi công thực hiện tại địa phương thì hiện tại đang ách tắc toàn bộ theo thống kê sơ bộ, đợt lũ vừa qua gây thiệt hại cho Bá Thước khoảng hơn 87 tỷ đồng. Cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, lãnh đạo huyện đang chỉ đạo các đơn vị tập trung hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng nề. Cái số mà 870 hộ di chuyển hiện nay đã về nơi ở an toàn. Còn riêng 7 hộ thì sạt lở đất hoặc nước cuốn thì cũng đang ổn định cái đời sống. Thì trước mắt thì cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã để giúp bà con ổn định cái đời sống, còn cái quỹ đất chúng ta tính xong để ổn định đời sống. Còn riêng ở đây là một số cái sản xuất thì hiện nay thì cũng chưa khắc phục được. Đợt lũ này gây ra hậu quả vô cùng nặng nề đối với các huyện miền núi của tỉnh. Trong điều kiện thời tiết đang biến đổi ngày càng phức tạp, khó lường như hiện nay, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân để chủ động ứng phó với thiên tai là biện pháp thiết thực nhất để có thể giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, những ngày qua, các tổ chức đoàn thanh niên trong và ngoài tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay hỗ trợ nhân dân vùng lũ Cẩm Thủy khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống. Hơn 3.000 lượt đoàn viên thanh niên huyện Cẩm Thủy đã có mặt tại các xã chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ như Cẩm Lương, Cẩm Phong, Cẩm Sơn, Cẩm Tân và Cẩm Vân để tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc sau lũ. Cũng trong những ngày qua, nhiều tổ chức đoàn thanh niên đã đến động viên tinh thần ủng hộ vật chất cho nhân dân vùng lũ. Trong đó, tỉnh đoàn hỗ trợ 50 thùng mì tôm và nước uống, đoàn công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 50 ngày công và 50 xuất quà, báo tiền phong và trung ương đoàn hỗ trợ 25 triệu cho năm gia đình có người chết trong mưa lũ. Sau khi lũ rút, hiện cuộc sống của người dân trên địa bàn vẫn còn rất nhiều khó khăn. Do vậy, người dân vùng lũ Cẩm Thủy rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân để sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau khi nước rút, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế các địa phương vùng lũ đã tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ khắc phục, xử lý môi trường, chủ động phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thể sự tại huyện Vĩnh Lộc. Nhiều ngày sau lũ, các hộ dân xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc vẫn đang tiến hành dọn dẹp nhà cửa, đồ dùng gia đình bị ngập bởi bùn hiện nay khó khăn nhất là nhiều muỗi. Chủ yếu là cái đề nghị là cái muỗi, muỗi là nhiều mà chưa chưa được hỗ trợ cái thuốc phun để trừ muỗi. Lũ lụt nó lên liên tục trong một tháng rưỡi ba lần. Đối với người dân mà mỗi khi huy động đi, đi tổng vệ sinh với đi, đi khử khuẩn môi trường thì người ta cũng mệt mỏi rồi cũng vất vả rồi. Nói chung là cũng có triển khai làm nhưng mà chất lượng cũng chưa được như mong muốn. Cái thứ hai là cái cái thuốc khử trùng với lại thuốc phun bề mặt thì cũng có thế nhưng mà chưa đầy đủ chưa kịp thời. Mưa lũ đã làm 11 xã với gần 1.800 hộ dân của huyện Vĩnh Lộc bị ngập sâu. Trung tâm Y tế huyện đã cấp cho các trạm y tế xã 598 kg chloramin B và 350 kg phèn chua để xử lý môi trường. Riêng xã Vĩnh Yên có 5 thôn với 734 hộ dân bị ngập, đã được cấp 135 kg chloramin B và 85 kg phèn chua khử khuẩn và làm sạch nước. Tuy nhiên, sau ngập lụt, nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại cộng đồng là rất cao. Đến thời điểm bây giờ thì trên địa bàn huyện là còn xã Vĩnh Yên là còn một số hộ là đang tiếp tục xử lý môi trường. Và sau cái xử lý môi trường này thì chúng tôi sẽ tiến hành cho các cái vùng có nguy cơ là phun hóa chất diệt muỗi vì sau đây thì muỗi cũng rất là nhiều và bên cạnh đấy thì chúng tôi tăng cường cái công tác giám sát phát hiện các cái bệnh dịch mà liên quan đến vấn đề môi trường. Sau cái đợt ngập lụt lần thứ ba này ấy, thì cũng khuyến cáo bà con là tiếp tục là tăng cường cái xử lý môi trường tại hộ gia đình của mình cũng như là cái vệ sinh cá nhân đặc biệt là quan tâm đến cái nguồn nước ăn uống và cái liên quan đến cái công tác về cái phát hiện những cái trường hợp mà có khả năng là mắc bệnh để báo cáo kịp thời với y tế địa phương và để xử lý kịp thời. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, tính đến ngày 5 tháng 9, trên 90% các vùng bị ngập lụt đã được xử lý môi trường, tập trung vào việc xử lý nguồn nước, xử lý trôn lấp xác gia súc, gia cầm chết và làm sạch hệ thống các nhà vệ sinh bị ngập. Trong quá trình xử lý, hệ thống giám sát truyền nhiễm đã ghi nhận một ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Thành Kim, huyện Thạch Thành với số ca mắc đến ngày 3 tháng 9 là 10 ca. Hiện huyện Thạch Thành đang tích cực ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bò gậy, đồng thời phun hóa chất diệt mũi, phòng dịch bệnh lan rộng. Thưa quý vị, thưa các bạn, Mới đây, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả duy trì và nâng cao tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, triển khai bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành, thành viên đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới 27 huyện thị xã thành phố và 244 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua giả soát, có 6 tiêu chí được các xã duy trì và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí mới gồm quy hoạch, thủy lợi, điện, trường học, nhà ở dân cư, văn hóa. Các tiêu chí còn lại có trên 80% số xã đáp ứng yêu cầu, 20% số xã còn lại chưa đạt các nội dung mới, chưa có xã nào đạt nội dung tiêu chí 17.8 là an toàn thực phẩm. Hiện vẫn còn 43 xã đạt chuẩn nợ động với tổng số nợ là 89,5 tỷ đồng. 21 xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2012-2016 chỉ duy trì được từ 12 đến 15 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Do đó, trong thời gian tới, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các sở ban ngành liên quan, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí theo hướng yêu cầu hoàn thành nông thôn mới liên tục từ xã nông thôn mới lên xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hội nghị cũng đã triển khai bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, lấy ý kiến đề xuất của các địa phương về cơ chế hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh có 119 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và 25 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và Sở Tư pháp vừa phối hợp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2018, hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ của chương trình pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 của Bộ Tư pháp. Tham dự hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng, hộ kinh doanh cá thể đã được truyền đạt chuyên đề pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại và những vấn đề doanh nghiệp quan tâm tại tỉnh Thanh Hóa. Trong đó đi sâu và phân tích những nội dung doanh nghiệp cần biết như nguyên tắc, đối tượng thời hiệu vi phạm hành chính, tình tiết giảm nhẹ tăng nặng, các hình thức bị xử phạt và những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm, thẩm quyền thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt, khiếu nại khởi kiện quyết định xử phạt hành chính. Mỗi nội dung đều có những tình huống ví dụ cụ thể là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ sản xuất kinh doanh đúng pháp luật. Hưởng ứng ngày sơ cấp cứu thế giới mùng 8 tháng 9 năm 2018, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho các tình nguyện viên thuộc Hội chữ thập đỏ huyện Hậu Lộc. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, các học viên sẽ được hướng dẫn các kiến thức kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu như di chuyển nạn nhân khẩn cấp, xử trí nạn nhân bất tỉnh ngừng thở, băng bó vết thương, cố định gãy xương, vận chuyển nạn nhân an toàn. Ngay sau lớp tập huấn, các tình nguyện viên sẽ tham gia vào đội sơ cấp cứu tai nạn giao thông đóng chốt tại km 308 xã Triệu Lộc để kịp thời sơ cấp cứu cho các nạn nhân bị tai nạn trên tuyến đường này. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2018, Hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, tổ chức 12 khóa đào tạo, kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên chữ thập đỏ và thành lập 25 điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông trên quốc lộ, tỉnh lộ thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bản tin thanh hóa ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, 8 tháng năm 2018, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tỉnh Thanh Hóa đạt trên 61.700 tỷ đồng, đạt 67,3% kế hoạch năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ. Trong tháng 8, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong tỉnh đạt trên 7.800 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Thị trường hàng hóa và dịch vụ tương đối ổn định, sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Nhằm bình ổn thị trường hàng hóa, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khâu lưu thông và địa bàn cố định. Các mặt hàng được chú trọng kiểm tra là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, thuốc tân dược, mỹ phẩm và tư nông nghiệp. Trong tháng 8, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra trên 400 vụ, xử lý 338 vụ vi phạm, tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Sau một số ngân hàng thương mại cổ phần, ba ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là BIDV, Agribank và Viettinbank cũng bắt đầu tăng lãi suất huy động. Lãi suất tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng này tăng từ 0,1 đến 0,2% một năm, kỳ hạn ngắn một tháng phổ biến ở 4,3% một năm, lãi suất kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng dao động từ 4,8 đến 5,5%. Riêng với các kỳ hạn dài, lãi suất không có nhiều thay đổi. Theo các chuyên gia kinh tế, thời điểm này các ngân hàng tăng lãi suất để hút tiền gửi trong dân nhằm phục vụ cho nhu cầu vốn vào mùa vụ cuối năm và đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn của ngân hàng nhà nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương giả soát sắp xếp các trường dạy nghề để đến năm 2021 giảm 10% các cơ sở công lập. Để việc sắp xếp lại các trường cao đẳng trung cấp hiệu quả, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị các địa phương sắp xếp lại các trung tâm theo hướng tích hợp 2 trong một, ra soát lại các trường trung cấp theo định hướng nếu trường có trên 50 ngành nghề đào tạo chung với các ngành nghề của các trường cao đẳng để tổ chức lại và sắp nhập vào trường cao đẳng. Bộ Lao động Thương binh Xã hội khuyến khích các trường tự chủ phát triển, giao quyền tự chủ cho các trường, trước hết là tự chủ về tài chính, tự chủ về tổ chức đồng thời chuyển mạnh sang đào tạo đặt hàng, kết nối với doanh nghiệp và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Sau một thời gian thử nghiệm, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã chính thức mở thêm website bán vé tàu. Website http 2 2 tàu com vn đã chính thức được đưa vào vận hành song song với website bán vé tàu hiện đang vận hành là http 2 2 dsvn vn ngoài việc cung cấp các thông tin tên ga đi tên ga đến hệ thống được thiết kế để người mua vé có quyền lựa chọn giờ đi và giờ đến tại các ga đi và ga đến theo các khung giờ trong trường hợp người mua vé không có nhu cầu lựa chọn các khung giờ cụ thể hệ thống sẽ cung cấp toàn bộ các khung giờ và liệt kê toàn bộ các mác tàu có trong ngày từ sáng tới tối bên cạnh đó website mới sẽ cung cấp các thông tin một cách tổng quản nhất đối với từng mác tàu và thông tin về các chương trình khuyến mại khi hành khách lựa chọn chuyến tàu và ngày đi tàu Hàng loạt những thương hiệu lớn như Nguyễn Kim, Thế Giới Di Động, cửa cuốn Ái Châu đã bị kẻ xấu mạo danh bằng những website giả mạo để lừa đảo người tiêu dùng. Trước tình trạng trên, cục cạnh tranh, Bộ Công Thương đã chính thức lên tiếng để tránh gây thiệt hại cho khách hàng. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo khi có nhu cầu sửa chữa, bảo hành thiết bị nên tham khảo thông tin từ các nguồn tin cậy có kiểm chứng. Khi thực hiện bảo hành, sửa chữa nên yêu cầu doanh nghiệp lập phiếu tiếp nhận bảo hành sửa chữa, trong đó mô tả chính xác, đầy đủ trạng thái máy tại thời điểm tiếp nhận trong mọi tình huống người tiêu dùng cần kiểm tra lại thông tin do đối tượng cung cấp để đảm bảo tính chính xác đặc biệt lưu ý không thực hiện theo các hướng dẫn kiểm tra của đối tượng trường hợp nhân viên bưu điện yêu cầu trả tiền trước khi nhận hàng thì nên từ chối và hủy thực hiện giao dịch Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 tại Việt Nam sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và hơn 1.200 doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Điều này thể hiện sức hút của Việt Nam nói riêng và của khu vực ASEAN nói chung trên trường quốc tế. Diễn đàn là dịp để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ ý tưởng, chính sách và hợp tác giữa các chính phủ doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài khu vực về tranh thủ cơ hội và xử lý các vấn đề cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho các nước ASEAN và khu vực. Diễn đàn cũng sẽ là dịp để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những nhà đầu tư hàng đầu thế giới là thành viên của WEF. Đây cũng là cơ hội để các nước trong khu vực củng cố sự đoàn kết và quảng bá hình ảnh một ASEAN phát triển năng động sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với thế mạnh là một nước nông nghiệp nhiệt đới đã và đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang có nhiều cơ hội để đưa các sản phẩm nông sản, giá trị dinh dưỡng và thương mại cao sang thị trường châu Âu. Tuy nhiên, sản rất thô là chính và phải chia sẻ qua nhiều khâu trung gian cùng với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang tạo ra nhiều rào cản cho xuất khẩu nông sản sang thị trường này. Báo Công luận cho biết, thực tế rau quả của Việt Nam mới chiếm được một thị phần rất nhỏ khoảng 1% lượng nhập khẩu rau quả của EU, sau quả Việt Nam xuất khẩu sang EU chủ yếu ở dạng tươi sơ chế do công nghệ sau thu hoạch còn kém, kỹ thuật chưa được chuyển giao tới nông dân, việc thu hái bảo quản vẫn tiến hành thủ công. Trong khi đó, hiện nay sau quả bị EU ra soát, điều chỉnh chặt chẽ quy định về an toàn thực phẩm và gia tăng tần suất kiểm tra, gây bất lợi đến tiến độ xuất khẩu. Đặc biệt EU cũng đang dự thảo các quy định mới chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn chất lượng đối với một số sản phẩm trồng trọt như hồ tiêu, gia vị. Cùng bàn về vấn đề thực trạng xuất khẩu nông sản Việt Nam hiện nay, báo dân trí dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Anh, phó chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Nông nghiệp Công nghệ cao cho rằng: Nông sản nước ta sang thị trường nước ngoài còn bấp bênh, xuất khẩu chủ yếu vẫn còn đi bằng con đường tiểu ngạch nên không chú ý truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu. Do đó, các cơ quan nhà nước cần nghiên cứu, nắm bắt tình hình và xu hướng phát triển của thị trường, xây dựng chính sách và quản lý tốt sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ quan của nhà nước Việt Nam cần tích cực kết nối chính sách với các cơ quan hải quan để tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xuất khẩu nông sản. Năm học mới đã bắt đầu, nhưng còn đó nỗi lo của các bậc phụ huynh còn đó những vấn nạn khiến ngành giáo dục tiếp tục đau đầu tìm giải pháp như lạm thu, quá tải trường lớp đáng báo động, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, tiêu cực thi cử. Báo điện tử kiến thức cho rằng để cho con được đến trường, không ít phụ huynh phải đau đầu để xoay học phí. Do vậy, các khoản thu vô lý, huy động xã hội hóa kiểu cao bằng sẽ gây ra bức xúc cho người nộp. Khi mà người đứng đầu nhà trường không thấu hiểu nỗi thống khổ của bậc phụ huynh, đặt nặng thu chi hơn quan tâm chất lượng giáo dục, chưa hiểu đúng và làm đúng pháp luật về xã hội hóa trong giáo dục thì việc lạm thu vẫn xảy ra. Bài báo cũng cho rằng tình trạng quá tải trường lớp cũng là vấn đề rất đáng quan ngại hiện nay, bởi giáo viên không thể dạy tốt, học sinh không thể tập trung và phụ huynh không thể không lo lắng khi lớp học có đến gần 70 học sinh. Cùng bàn luận về vấn đề này, báo Lao động nhận định nỗi lo này chưa qua nỗi lo khác đã tới khi phụ huynh vẫn lo ngại về những khoản thu nộp được gợi ý tự nguyện nhưng thực ra lại trên tinh thần ép buộc huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục đang là một chủ trương đúng đắn và cần được nhân rộng tuy nhiên các đơn vị không hiểu đúng dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp khi kêu gọi xã hội hóa tài trợ với cơ sở giáo dục đây là lý do dẫn tới tình trạng một số nơi một số địa phương đặc biệt người đứng đầu các cơ sở giáo dục đã thực hiện chưa đúng quy định dẫn đến tình trạng lợi dụng hội phụ huynh học sinh, tình trạng áp đặt cao bằng để thu tiền. Và đương nhiên, huy động xã hội hóa kiểu cao bằng sẽ gây ra bức xúc cho người nộp, dù tinh thần thu là tự nguyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm báo thanh hóa ngày mới, tiếp ngay sau đây là tiểu mục an toàn giao thông. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện kế hoạch cao điểm về xử lý xe ô tô chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép, những ngày qua, công an huyện Thọ Xuân đã tăng cường lực lượng, sử dụng cân sách tay lưu động kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp lái xe tải vi phạm về tải trọng trên những tuyến đường qua địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện Thọ Xuân có nhiều mỏ đất, mỏ cát được phép khai thác. Do vậy, hàng ngày nhiều xe tải trọng lớn vận chuyển đất cát lưu thông trên các tuyến đường. Trong đó, không ít lái xe doanh nghiệp vận tải không chấp hành về tải trọng, cơ nới thành thùng, chở quá chiều cao cho phép. Do che bạt sơ sài, đất cát rơi vãi trên đường, làm hư hỏng nhiều đoạn đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm, trong những ngày qua, đội cảnh sát giao thông công an huyện Thọ Xuân đã tăng cường lực lượng phương tiện, sử dụng cân sách tay lưu động để xử lý các trường hợp xe chở quá tải trên hai tuyến quốc lộ 47B, 47C. Qua kiểm tra, nhiều xe chở cát, vật liệu quá tải trọng Tất cả các xe vi phạm đều bị lập biên bản xử lý lái xe và chủ xe theo quy định. Chúng tôi tổ chức tuần tra xử lý vi phạm có hai cái dạng. Thứ nhất, chúng tôi tổ chức tại một điểm. Cái thứ hai, chúng tôi tổ chức tuần tra để xử lý vi phạm quá tải bằng cân điều động. Tập trung vào các tuyến quốc lộ 47B, quốc lộ 47C, tuyến tỉnh lộ 515 và các tuyến đê tả hữu sông Chu tất cả các tuyến đường xuống bỏ cát, mục đích là sẽ xử lý nghiêm tất cả các loại xe có biểu hiện cải tạo thùng xe, cơi nới thành thùng xe và chở hàng vi phạm quá khổ quá tải. Đến tại thời gian này, cơ bản đã kiềm chế làm giảm mức giảm quá tải khổ quá tải trên địa bàn theo tổng hợp của Công an huyện Thọ Xuân, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý 171 trường hợp xe ô tô tải chở quá tải trọng, tự ý cơi nới thành thùng xe với số tiền phạt trên 300 triệu đồng, tạm giữ 21 xe ô tô và tước giấy phép lái xe 78 trường hợp vi phạm. Theo kế hoạch, trong thời gian từ nay đến cuối năm, đội cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường sử dụng cân sách tay lưu động nhằm hạn chế vi phạm về tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thanh hóa ngày mới của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin chân thành cảm ơn và kính chào và tạm biệt